vâng các bác thân mến đối với những cây kính cổ kính xưa thì bên ngoài cái công năng của cây kính là dùng để đi nắng dùng để bảo vệ mắt ra thì bên cạnh đó kính mắt lại là một người bạn đồng hành là một người tri kỷ cũng như là một món ăn tinh thần à, trong mỗi đời sống à, của những người yêu kính đặc biệt là kính cổ kính xưa à, dạ vâng và các bác thân mến và trong video ngày hôm nay thì em dũng trần tiếp tục gửi đến các bác yêu kính tại kênh một thực đơn À, trong cái quan tâm tinh thần đó Và thực đơn ngày hôm nay Có gì thì xin mời các bác Hãy cùng em Dũng Trần đi vào luôn Chi tiết à, lô kính bộ siêu tập Được chia sẻ vào ngày 1 tháng 8 Năm 2024 Lô kính đầu tháng tại kênh Kính Cổ Dũng Trần Xin mời toàn thể các bạn và các bác thân mến và như vậy đây chính là thành phần trong lô kính ngày hôm nay sẽ gồm 8 mã kính à, trong đó sẽ là những cây kính có thương hiệu từ Pháp và Đức từ những thập kỷ 50 và đều là những cây kính đã được em Dũng tuyển chọn chọn lọc rồi và mang đến cho các bác ở đây là những cây kính vô cùng chất lượng. vâng à, và ngay bây giờ thì xin mời các bác hãy cùng em Dũng Trần đi vào chi tiết và báo giá ngay à, những cây kính trong video ngày hôm nay. vâng à, và cây kính mã số 1 xin phép giao lưu cho các bác đó là một cây kính mang thương hiệu Rodenstock, một cây kính thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức và đối với cây kính này thì có cái size ngang tổng thể đó là size ngang 13 size chuôi là 135 và có cái size trọng là 52 và đối với cây kính này thì sẽ với cái size này thì sẽ dành cho những bác có khuôn mặt nhỏ giúp em nhé để đeo sẽ rất là đẹp và form dáng của cây này cũng rất là chắc chắn này to bản thiết kế kiểu như là form dáng quả trứng kết hợp với cái bản cầu thắt nó cũng rất là đẹp À, chân ve của cây kính này là chân ve liền theo kính và hiện tại đang trang bị một bộ tròng nâu trà rồi Và 100% những cây kính trong view ngày hôm nay thì đều trang bị màu mắt nâu trà à, Đối với cái thời tiết này thì à, với những cái thời tiết mà dâm ít nắng thì các bác à, có thể sử dụng những cái bộ mắt nâu trà này à, Chúng ta đeo à, đi trời dâm đó, để tăng cái độ sáng lên thì cũng rất là phù hợp Hoặc các bác đi buổi tối thì à, sử dụng những cái bộ tròng trà nhạt ấy, thì các bác đeo sẽ rất là phù hợp nhé À, vâng và kết hợp với cây kính này thì sẽ là một bộ chuôi màu nâu cánh rán này Và đây là một cây kính xuất xứ từ Đức, một cây kính từ thập kỷ 50 à, Càng trái thì cũng sẽ có mộc triện 135 là size chuôi à, Thông số Rodenstock Frame Frank được hiển thị ở phía bên càng trái Vẫn còn à, nguyên zin mộc, càng phải, tình trạng vẫn còn đẹp à, Đối với những cây kính của Đức thì rất là bền rồi các bạn nhé, rất là bền vàng và cây kính này tuy là dành cho những bác khuôn mặt nhỏ nhưng mà với cái form dáng uh, thiết kế rất là chắc chắn. Uh, và cụ thể như cây kính mã số 1 phiên bản Royal Stock này giao lưu các bác với giá là 4 triệu. 8. Uh, một uh, mức giá và những cây kính giá rất là bình dân nhưng tuy nhiên là uh, đều là những cây kính hàng đẹp tuyển chọn. Uh, để các bác nhà mình có thể dễ dàng giao lưu và uh, lựa chọn cho mình. Uh, tiếp theo ở trong lô kính ngày hôm nay thì mã số 2 và mã số 3 thì em Dũng có chuẩn bị cho các bác và cũng về được cho các bác một cặp Amo 3 răng và đây là một bản Amo 3 răng uh, dáng hoa dâu uh, rất là đẹp và nhẹ nhàng thanh cảnh uh, mã 2 và mã 3 thì em lên luôn cho các bác nhà mình vì hai cây kính này thì cùng một dòng luôn đó là Amo 3 răng uh, dáng hoa dâu rất là đẹp 3 răng và mặt liền các bác nhé và đều là có cái bộ chuôi đó là bộ chuôi gọi là đuôi chuông đó đó. Amo ba răng chân ve liền và cả hai cái kính này thì đều có cái kích thước size tổng thể như nhau, đó là size ngang kính là 12,5 và size chuôi là 125. À, đối với những cái size này thì những bác nào có khuôn mặt nhỏ và cần đeo nhẹ nhàng ấy, thì đeo rất là đẹp luôn các bác nhé, đeo rất là đẹp. Toàn bộ khung gọng của dòng Amo thì đều được bọc vàng 14K và đây là bản Amo 3 răng mặt liền, rất là đẹp. Amo ba răng thì bản lề thì sẽ là à, đó là bản lề kép nha các bác, đó là bản lề kép, đó là bản Amo ba răng và hai bên đều mộc triện rất là rõ nét những cái thông số thương hiệu Amo nổi ở cả hai bên càng, ở cả hai cây thì đều mộc triện như nhau và tình trạng của hai cây kính này cũng đẹp như nhau và đều có sai ngang tổng thể là 12,5 và đối với bộ đôi Amo ba răng mặt liền dáng hoa dâu này thì xin phép giao lưu được các bác với giá hữu uh, nghị uh, tốt nhất đó là 5 triệu tròn cho, cho bộ đôi này và thuộc uh, bộ đôi Amor này thuộc mã số 2 và mã số 3 còn cụ thể chi tiết từng uh, tình trạng từng cây kính một thì các bác vui lòng có thể uh, inbox em sẽ gửi uh, về cái tình trạng của từng cây kính sau và đối với những cái bản uh, mắt treo và nhẹ nhàng như thế này thì các bác hoàn toàn có thể các bác lắp mắt trắng uh, mắt độ mắt viễn để sử dụng rất là phù hợp à, hoặc các bác có thể lắp mắt à, độ mà à, dâm như thế này à, nhiều bác thì sẽ à, em vẫn hỗ trợ là lắp mắt độ dâm cho các bác nhé ví dụ như các bác bị viễn bị cận bị lão mà vẫn chơi cái mắt dâm như thế này để à, chống nắng chống chói thì em vẫn hỗ trợ lắp những cái bộ tròng như thế này để à, lên những cái dáng kính này thì sẽ rất là đẹp à, và giá rất là hợp lý thôi và gia lưu được các bác với giá là 5 triệu cho một cây kính Amor Pháp tuyển chọn thuộc mã số 2 và mã số ba. À, tiếp theo chuyển sang cây kính mã số 4 và cây kính mã số 4 và chúng ta sẽ có được một cây kính cổ mà thương hiệu Moren nha các bác một cây kính mà thương hiệu Moren của Pháp và form dáng của cây Moren này thì nó rất giống với form dáng Lamin à, cũng là à, cùng một mẹ đó là à, xuất xứ từ Pháp nhưng đây đó là thương hiệu Moren và ở đây chúng ta sẽ có được một bản Moren với cái form dáng cũng khá là thanh cảnh, nhẹ nhàng, à, dễ đeo. Và đối với cái form dáng này thì nó sẽ không kén mặt đâu các bác ạ. Và ở đây chúng ta sẽ có một bản form vuông và rất là chắc chắn với cái khung gọng của cây kính này. Và chúng ta sẽ có được một cây kính với cái size trọng là 54 và size ngang tổng thể của cây kính này đó là size ngang à, 13 năm và size chuôi của cây kính này cũng là 135. À, nó dành cho những bác nào có khuôn mặt vừa và đeo ray băng size 58 thì sẽ phù hợp với cây kính này à, hiện tại cây moren này thì đang trang bị một bộ trồng uh, nâu trà và đây là một bộ trồng meca à, rất là nhẹ các bác nhé một bộ trồng meca rất là nhẹ à, chân ve liền à, cây này thì còn uh, tình trạng vẫn còn rất là đẹp các bác nhé rất là đẹp chuôi ve vẫn còn trắng muốt gần như là chưa có màu trà mật ong chưa xuống màu về chuôi và ve tức là chưa có mồ hôi đâu các bác và đây là cây kính được mộc chuyện 14 bốn k được mộc chuyện luôn ở phần đằng sau của cầu, nó mộc chuyện 14K. Thì đây là một cây kính khung gọng bọc vàng. Đó, một cây kính bọc vàng vẫn còn rất đẹp từ thập kỷ 50 của Pháp. Rất là đáng chơi và giá cũng vô cùng hữu nghị. À, xin phép giao lưu với các bác cây kính này giá dễ chơi đó là 4 triệu 800 ngàn. cho phiên bản kính model của Pháp. Đối với những dáng kính của Pháp của Đức thì rất nhiều những cái form dáng nhưng mà hầu hết thì nó là những cái form dáng khủ khoằm và rất khó đeo Nên là ở đây thì hầu hết là những cây kính mà em đưa lên kênh thì đều lựa chọn cho các bác là những cây kính đẹp, dễ đeo và các bác uh, phần đa là các bác uh, yêu thích những cái form dáng này rồi uh, Em đã loại trừ ra những cái form dáng xấu, nó tránh mất thời gian và các bác cũng mất công các bác tham khảo Đấy, Các bác có thể thấy được những form dáng đều là những form dáng rất là đẹp và tiếp theo chuyển sang cây kính mã số 5 thì chúng ta cũng có một thương hiệu Moren và trong uh, lô kính ngày hôm nay trong bộ sưu tập này thì em Dũng cũng có chuẩn bị một bộ đôi Moren mã 4 và đây là một cây kính mã số 5. Và đối với cây kính mã số 5 này thì cũng là một cây kính được bọc vàng 14K và tình trạng của cây kính này cũng là đẹp lên tới 98%. Được chưa? ạ? 98% và cũng đều là đều là cây kính được bọc vàng với cái khung gọng bọc vàng 14K GF đều được mộc triện ở phía đằng sau cầu. Đối với cái dòng model này thì rất là dễ nhìn và dễ check khi cái thông số vàng là được hiển thị luôn ở trên kính. Đó, nhiều cây thì không hiển thị trên kính đâu, ví dụ như những cây kính lamin thì nó không hiển thị trên kính, những cây kính Moren này bộ đôi này thì đều hiển thị luôn là 14K. Nhưng đối với những cây kính mà không hiển thị ví dụ như cây kính Amor thì không hiển thị vàng nhưng hầu hết chúng ta sẽ đều hiểu là đều là bọc vàng 14k các bác nhé đã, tùy tùy theo uh, cái dòng kính mà mà nó hiển thị cái phần triện vàng hay không đã, nhưng hầu hết những cây kính cổ của pháp của đức thì 99% đều là đời bọc vàng rồi đã bọc vàng 13 14k hay là 12k thôi À, vâng và cây mã số 5 đây là phiên bản Morel này chúng ta sẽ có được một cây kính có cái chiều ngang kính là 13,7. À, size chuôi của size tròng của cây kính mã số 5 này thì to hơn so với cây kính mã số 4. Cây kính mã số 5 này thì có size tròng là 56 và size uh, chuôi là 140 và kết hợp với đó là bộ uh, ngang kính có cái chiều ngang kính là 137. Hiện tại cái kính này cũng trang bị một bộ tròng nâu trà. Đó, trang bị một bộ tròng nâu trà rồi. Đây cũng là một cây kính đẹp các bác nhé. Càng bên phải thì có khắc là frame Frank và thương hiệu Moren. Và càng bên trái thì có thông số đó, size sai cầu, size chuôi. Rất là đẹp. Một cây kính dáng rất là đẹp, dễ đeo. Phong dáng mắt vuông, rất giống với phong dáng của kính cơn Mỹ đúng không ạ? Và đối với cây kính mã số 5 này thì xin giao lưu cho các bác với giá là 5 triệu 2 cho một phiên bản Borden bọc vàng 14K. À, rất là đẹp. Và ngày hôm nay có một bộ đôi đen đẹp để giao lưu nữa các bác. À, tiếp theo chuyển sang cây kính mã số 6 và đây chúng ta sẽ có được một phiên bản kính Amo 3 răng và xin phép giao lưu nữa các bác một bản Amo 3 răng hai triệu đẹp xuất sắc. Một phiên bản Amo 3 răng được à, sản xuất vào à, thập kỷ 50 và đây chúng ta sẽ có được một bản Amo vẫn còn à, có được cái nước vàng vẫn còn rất là đẹp và sáng đẹp theo thời gian đến cây kính này cũng là một phiên bản amo về được ít sử dụng chủ cũ rất là ít sử dụng và cái nước vàng vẫn còn rất là đẹp toàn bộ khung gọn đều được bọc vàng 14k và cây kính amo 3 răng này thì có chiều ngang kính là 13 và size chuôi là 145 và đây là một cây kính amo chân ve liền và một bản amo 3 răng đây là một cây kính amo xuất sắc nhà các bác nhà mình một cây size chuôi 145 cũng là một cây kính sai hiếm của nhà Amo sai sai chuôi rất là dài và đây là một bản Amo chân ve liền hai triệu các bác lưu ý những cây kính Amo Jean thì các bác có thể để ý được đó là về cái mộc triện của của nó và cái phần chân ve liền nó rất ít khi mà có thể phách được những cái chi tiết đó là cái mộc triện và cái chữ Amo nó đóng rất là dễ nhìn Đó, những cây kính zin à, Vâng và đối với cây kính amo mã số 6 thì xin phép cho đi cho các bác với giá là 8 triệu 8 cho một phiên bản amo 3 răng đẹp xuất sắc em xin nhắc lại đây là một cây đẹp xuất sắc nha các bác một bản đẹp xuất sắc của nhà amo3 răng amo3 răng đẹp bây giờ thì cũng rất là là hiếm rồi và tiếp theo chuyển sang cây kính mã số 7 thì xin phép chia sẻ đến các bác một phiên bản Metler và đây là một phiên bản Metler dáng chữ H. À, một phiên bản Metler dáng chữ H đến từ Đức và chúng ta sẽ có được một cây kính có cái form dáng rất là to bản và chắc chắn và đây là một form dáng nguyên zin dáng chữ H của nhà à, Metler. Và đây là cũng là một trong những cái dáng Metler đẹp nhất và to bản nhất của à, dòng Metler rồi. Và chúng ta sẽ có được một size tròng là 56 ở size ngang tổng thể là 13,2 và size chuôi là 140. Đó, đúng hơn cây kính này là size chuôi là 135 các bác nhé, 135. Và đối với cây kính này thì chúng ta sẽ có được một cây kính được bọc vàng 1 phần 10 12K được mộc truyện ở phía đằng sau của cầu luôn. 1 phần 10 12K, thông số rõ nét luôn ở phía đằng sau. Chân ve liền theo kính và kết hợp với đó là một bộ tròng nâu trà. Và đối với cây kính Meller này thì sẽ có thông số logo được triện ở phía phần nhựa đó thay vì ở phần càng thì dòng Metler này thì sẽ triện ở phần nhựa. Chúng ta nhìn thấy có thể nhìn thấy LM dòng chữ là Germany, Metler met Germany ở phía đằng đằng phần càng nhựa ở phía phần mặt trong. Đó, đặc trưng của dòng Metler này thì sẽ được triện ở phần nhựa các bác nhé khắc ở phần nhựa. Đó, thay vì ở hai bên lòng càng cây kính này thì dáng kính đeo lên rất là đẹp các bác nhé, đeo lên rất là đẹp và ngay sau cuối cùng video thì em cũng sẽ lên trực tiếp những cây kính này lên trên khuôn mặt để các bác nhà mình có thể được uh, chiêm nghiệm với cái dáng kính đối với những cây kính này và cái dáng kính này đeo lên trên khuôn mặt cũng rất là đẹp, rất là bá luôn và đối với cây metal dáng chữ H uh, rất đẹp của Đức này một cây cũng là thuộc uh, bản đẹp và hiếm của dòng metal của Đức thì xin phép cho đi đôi các bác với giá là 12 triệu năm Thuộc mã số 7 Đó, Và tiếp theo Chuyển sang cây kính mã số 8 à, Và cây kính mã số 8 Trong uh, phiên ngày hôm nay và trong bộ sưu tập này Thì sẽ có được một phiên bản Lamy 4 chỉ Để uh, chia sẻ cũng như giới thiệu Đến các bác nhà mình Và đây em Dũng có chuẩn bị cho các bác Và sưu tập được cho các bác Một cây Lamy 4 chỉ uh, rất là đẹp và cây kính này thì có cái chiều ngang tổng thể là 135 và size chuôi là 140 nha các bác nhà mình. Đối với cái bản Lamy 4 chỉ này thì sẽ uh, sẽ dành cho những bác có khuôn mặt vừa hoặc hơi to một chút. Thì đeo cái size 135 này thì sẽ rất là đẹp. Và Lamy 4 chỉ thì uh, là một trong những cái bản dòng đẹp và dòng vip của của nhà Lamy rồi. Đó. Lức hồ vàng của cây kính này vẫn còn rất là đẹp. Đấy, vẫn còn nguyên hồ. vàng vẫn còn rất là đẹp các bác nhé, lòng trong lòng ngoài vẫn còn đẹp nguyên. Một bản Lamy 4 chỉ vẫn còn rất là chất lượng để chia sẻ tới các bác. Đó, những cái bản này thì rất nhiều bác có yêu cầu và có đề xuất là đặt thế nhưng tuy nhiên thì những cây kính Lamy 4 chỉ này thì hiện tại à, về thị trường rất là ít có được những cái cây đẹp. Đó, nên là những cây kính Lamy này thì à, các bác lưu ý là À, khi nào có thì em sẽ cập nhật à, tại kênh thôi đó, Thì không có sẵn và cũng không hứa trước được với các bác à, Nếu như các bác mà muốn đặt trước à, Vì những cây kính này thì Về được lúc nào thì chúng ta hay lúc đó thôi à, Vâng và đối với cái cây kính Lamy 4 chỉ à, Rất là đẹp này Chất lượng này thì xin phép ra đi cho các bác Với giá là 16 ,8 triệu 8 à, Cho phiên bản kính Lamy 4 chỉ Bọc vàng 14K Một cây kính rất đẹp, rất chất lượng Của nhà Lamy Vâng vừa rồi là phần uh, chi tiết và báo giá của từng mẫu kính một và sau cùng thì em sẽ trải nghiệm trực tiếp những mẫu kính này lên trên khuôn mặt để các bạn nhà mình cùng được uh, trải nghiệm. Và mã kính đầu tiên uh, trong uh, cái bộ sưu tập này đó là mã số 1 đó là cây stock thì hiện tại uh, đây sẽ là cái phong dáng khi mà em Dũng đeo trên khuôn mặt. Uh, khuôn mặt của em Dũng thì nó là một bản khuôn mặt to và tròn thì cây kính này thì sẽ phù hợp với những bác có khuôn mặt vừa và nhỏ thôi. Mặc dù là không hợp lắm nhưng mà vẫn phải lên mặt để các bác nhà mình có thể xem được cái dáng kính à, Cây này thì đeo rất là chắc chắn các bác nhé Và giá trên 4 triệu thì chắc chắn rồi à, Vô cùng là hợp lý để các bác nhà mình có thể săn cây kính Rodenstock à, Siêu bền bỉ của à, dòng à, kính cổ của Đức này về cho mình rồi à, Tiếp theo chuyển sang phiên bản à, mã 2 và mã 3 sẽ là những cái dòng Amo 3 răng mặt liền và đây là form dáng hoa dâu và đây sẽ là form dáng của mã hai và mã ba đối với cái bản amor này à, một cái sự nhẹ nhàng và có thể gọi là rất nhẹ luôn các bác nhé đeo rất nhẹ và đeo cái dòng amor này nó vô cùng ôm các bác ạ vô cùng ôm và đeo rất nhẹ và cái nước vàng của cái dòng amor này thì em vẫn thường nhắc đến đó là nó rất là đẹp Đấy, nó rất là nổi nổi vàng đó là những cái bản amor và những bác nào khuôn mặt nhỏ thì đeo cái dòng này em khẳng định với các bác là không có điểm chê luôn rất đẹp và rất phù hợp và bên ngoài những cái mắt trà này thì em đã chia sẻ rồi các bác có thể hoàn toàn lắp được cái mắt trắng thì đeo lên cái dòng amor này thì rất phù hợp luôn các bác nhé rất phù hợp đó thì đây sẽ là cây mã hai và mã ba thì cũng dáng cũng giống nhau thôi mã hai và mã ba thì cũng đều là form dáng à, hoa dâu giống nhau cả đó thì trong view này thì em có được một bộ đôi Thì em lên luôn chia sẻ được các bác nhà mình Đó là mã số 2 và mã số 3 Đối với cái dòng kính Amor à, Tiếp theo sẽ là dòng kính mã số 4 Là thương hiệu Moren Thì đây là một bản Modern với cái size ngang là 13 năm Đó, Cây này thì sẽ là form vuông có vành Các bác nhé Form vuông có vành Đeo cân đối Cây này thì đeo cũng không kén mặt đâu các bác ạ Và đeo cũng khá là trẻ trung Đối với cái phiên bản này đây sẽ là cái phiên bản à Moren thuộc mã số 4 cho các bác nhà mình. À, tiếp theo mã Moren số 5, bản này thì to hơn thì đây là bản size 56 nha các bác. Đó, bản 56 thì sẽ dành cho những bác có khuôn mặt to hoặc là như em Dũng đây thì đeo sẽ rất là đẹp luôn các bác nhé. rất là đẹp, các bác nhìn cái form dáng này. Đó, các bác có thể thấy chỉ có những form dáng kính cổ mới nhiều cái form dáng đẹp và dễ đeo như thế này thôi. Còn những cây kính mới, những cái form dáng kính mới bây giờ thì nhìn Nó thiết kế rất là diêm rúa và rất là xấu Đấy, Và chỉ có những cái dòng kính cổ, dáng kính cổ Đấy, Nó vừa đẹp, nó đeo, nó phù hợp với khuôn mặt Và nhìn nó có được cái sự phong trần Nó có được cái nét, cái chất riêng Đây sẽ là cây kính moren mã số 5 Rất chất lượng các bác ạ Tiếp theo chuyển sang cây kính mã số 6 à, Mã số 6 sẽ là một phiên bản kính Amor 3 răng Quá đẹp, cây này thì quá đẹp rồi một lần nữa thì uh, vẫn phải uh, nhắc lại thì đây là một cây kính rất đẹp, tình trạng vẫn còn rất là tốt. Mặc dù uh, kính cổ thì nó phải cũ rồi nhưng uh, đối với những cây kính mà về được những cây kính mà xuất sắc như này thì đúng mức là cái 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 sự háo hức nó nhân lên gấp đôi nên là vẫn phải muốn nhắc lại cho các bác trong cái sự phấn khích là cây này rất đẹp để các bác nhà mình có thể uh, cảm nhận được được, được nó cây amo ba răng cây này thì không phải bàn rồi, vì đeo cây này thì dáng quá đẹp rồi các bác ạ, dáng quá đẹp và quá cân đối rồi. A à, bò ba dạng, quá đẹp rồi, nó là thương hiệu rồi. và tiếp theo chuyển sang cây kính mã số 7 sẽ là một phiên bản mét lơ dáng chữ H. À, vâng và cây này thì sẽ là một cái độ chất, Vâng một cái độ chất khi mà đeo trên khuôn mặt. những bác nào uh, muốn có một cây kính gọi là chắc chắn này và có được cái điểm nhấn trên khuôn mặt và đeo gọi là nhìn ngầu một chút thì cây kính này sẽ phù hợp với các bác và cây kính này là cây của Đức đó các bác nhé bọc vàng 1 phần 10 luôn 1 phần 10, 12k đó. cây kính này bọc vàng siêu dày rồi đó. và đây các bác có thể nhìn được cái chất vàng, cái nước vàng của nó này vẫn còn sáng rực luôn được chưa đó, đó là cái form dáng cũng như là là về cái chất lượng của cây kính Metler này Form dáng rất là cân đối, form dáng chữ H Và đối với phiên bản form dáng Metler chữ H này thì có giá giao lưu với các bác là 12 triệu năm Như vừa rồi em đã báo giá rồi à, Giá cũng rất là hợp lý để các bác có thể trải nghiệm được một cây Metler rất là đẹp Và tiếp theo cuối cùng sẽ là phiên bản kính Lamy 4 chỉ cho các bác nhà mình Một phiên bản Lamy một cây kính thuộc dòng VIP trong dòng kính của Pháp À, một bản lamy với cái chiều ngang 13,5 và size chuôi 135 thì cái bản này thì em dũng à, khuôn mặt cũng là to nhưng đeo cây kính à, cái chuôi 135 này với cái chiều ngang 135 thì cũng vẫn là vừa à, và những bác nào mà mặt to hơn mặt em ấy, thì à, vui lòng bỏ qua vì size chuôi 135 này nếu mà to quá thì các bác đeo sẽ bị kích. À, những bác nào khuôn mặt vừa hoặc hơi to một chút thôi thì đeo cái bản lamy với cái chiều ngang 135 này thì sẽ vừa vặn và đẹp. Đó, và bản Lamy 4 chỉ đây cũng là một bản à, có cái form dáng đẹp, cân đối. Quá đẹp rồi, đúng không ạ? Một bản Lamy 4 chỉ, nó là vào thương hiệu rồi. Đó là là cốt hồn cốt túy của những cây kính cổ Pháp rồi. À dạ vâng, và như vậy đó là 8 mã kính trong video ngày hôm nay. Đó là thực đơn trong video ngày hôm nay mà em Dũng Trần muốn chia sẻ tới các bác. Đó là một video đầu tháng 8 vào ngày mùng 1 tháng 8. À dạ vâng và 8 mã kính này hy vọng là khi mà các bác xem xong sẽ làm các bác hài lòng. Và các bác nào có uh, quan tâm và yêu thích uh, những cái mẫu mẫu kính nào trong 8 mã kính ngày hôm nay thì các bác có thể liên hệ với em Dũng Trần qua số điện thoại 0888 070 368 hoặc kết nối trực tiếp Zalo để uh, được tư vấn và hỗ trợ. À, rất cảm ơn toàn thể các bác và các bác đừng quên hãy bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để uh, cập nhật những sản phẩm những video mới nhất tại kênh kính Cổ dũng trần và em dũng trần sẽ còn tiếp tục quay trở lại để chia sẻ những sản phẩm chất lượng tại kênh các bác đừng quên uh, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác trong những video tiếp theo